cái thỏa mãn là ở hoàng hôn của cuộc đời mà chúng ta sống được trên đất nước quê hương thuộc tình dân tộc, có thể vui quá mình lúc này có thể không trông để mà an hưởng tuổi già chưa, vui không? Mình về đây không phải để an hưởng tuổi già mà về đây để tìm lấy một cái nguồn hứng và sáng tạo trong cái giai đoạn cuối cùng của cuộc đời, mình tiếp tục làm việc như trước. Đừng cứ tưởng cây này là già rồi, cái cây này chưa là già nhưng mà vẫn còn tiếp tục sáng tạo ra. Thì tôi nói nhỏ với nhân hai câu, biết nhau từ thuở đôi mươi, hôm nay gặp lại 80 năm rồi, mặc cho thời khắc cứ trôi, cây già tiếp tục đâm chồi nở hoa. Gần đây, cái ngày sanh của Phạm Duy, mọi người lên hát chúc rất là vui mừng, hai anh em mình cũng cười với nhau. Thì Thanh Bạch hôm đó giới thiệu chương trình, mới chạy là hỏi hai ông bạn già này có câu gì chúc nhau hay không. Thì hôm đó là trước ngày khởi đại phát thanh đại truyền hình, tôi ứng khẩu mấy câu mà mình bạn từ hôm đó tôi tiếp tục về hai câu đầu trước, biết nhau từ lúc đôi mươi, hôm nay mừng bạn 90 tuổi rồi, mặc cho giật tuổi sao dời, đến ngoài 100 tuổi còn ngồi bên nhau. Duy nắm tay như tôi nói, xin hẹn đến ngoài 100 tuổi còn ngồi bên nhau. Hai anh em chúng tôi cười, Duy ơi, còn đâu được 100 tuổi để mà ngồi bên nhau nữa, hôm nay đã hết rồi. Vì thế mà hôm nay nhắc về mấy câu đó, tôi lại nhớ rằng gặp nhau từ thuở đôi mươi, hôm nay diễu bản âm dương chắc trở đôi bờ, những tình thương đời đời vẫn như xưa, tình thương quý anh em mình đời đời vẫn như xưa, vĩnh mạc vĩnh biệt như Phạm Duy mà bao nhiêu kỷ niệm gì không bao giờ trong cuộc đời tôi quên được. Dạ, xin cảm ơn quốc sư, quốc sĩ, cảm ơn các em. Nhiều lần, mỗi lần